Thì các bạn thấy không, cái design này lắc nè, các bạn thấy không, đó lắc nè, đó mình lắc nè, đó lắc vậy rất là dễ thương, bà xã mình thích lắm. Bà xã mình bữa nay hai vợ chồng chở nhau đi mua này, đó nhìn rất là dễ thương các bạn, vui chơi mùa Giáng sinh ở cái góc này rồi ha, đó, đó vậy thôi các bạn, đó, nó đơn giản vậy thôi các bạn. Ok chào các bạn nha, hôm nay sẵn dịp mình trang trí Giáng sinh cho năm nay xong rồi thì mình sẽ dẫn các bạn đi một vòng trong nhà mình nha, để coi cái góc mà mình ngồi mình đón Giáng sinh như thế nào nha. Ok các bạn, thì thường thường là Giáng sinh thì người ta sẽ trưng những cái vòng tròn, có những cái bông hoa màu xanh tượng trưng cho sức sống, và những cái vòng tròn như vậy thì nó tượng trưng cho cái sự, cái biểu tượng của nó là vô tận các bạn, là vô biên, tại vì nó cứ xoay vòng, nó không bao giờ ngừng nha các bạn. Thì thường thường lý do tại sao mà người ta trưng những cái vòng tròn Giáng sinh là cho những cái ý nghĩa đó nha các bạn. Ok, nhìn mình vô các bạn. Ok, thì vô trong đây các bạn, thì năm nay mình có sắm thêm cái lồng đèn ông già Noel các bạn. Đó, ông già Noel để dưới cửa, hình ông già Noel đi phát quà nữa các bạn. Thì tại vì cái này mình thích nó đó, mình thích mình mua nó tại vì nó nhìn có vẻ rất là classic các bạn, kiểu như ngày xưa ở Việt Nam á, mình nhớ có những cái nó làm giống như cái dạng lồng đèn, và cái này là lồng đèn cho ngày Giáng sinh nè các bạn. Thì mình nhớ lại 30 năm về trước, khi mà mình còn ở Việt Nam á, thì những cái kiểu trang trí này rất là thông dụng các bạn nha. Và đó lý do tại sao năm nay mình sắm cái lồng đèn già Noel này, mình thấy nó hay, mình thấy nó hay các bạn. Đó, nó kim tuyến, nó làm như cái lồng đèn mà của người Việt Nam mình nhớ các bạn. Đó, các bạn thấy không, ở trong nó lồng đèn, trong lồng đèn bên trong đó các bạn, đó nó rất là dễ thương ha, nhìn rất là dễ thương, nhìn rất dễ thương các bạn ha. Ok, thì trên này cũng vậy các bạn sẽ thấy những cái vòng tròn Giáng sinh ha, rồi có những cái trái thông, những cái trái thông và những cái trái đỏ đỏ là cái cây Giáng sinh đó các bạn, cây sống mùa lạnh đó các bạn, những trái đỏ đỏ. Mình cũng có những cái cây đó ở trước cửa, nhưng mà tại vì bây giờ tối quá cho nên mình quay được đó. Những cái cây này nó có những cái trái đỏ đỏ mà nó sống vô mùa lạnh đó, mùa lạnh nó không có chết rồi. Các bạn thấy không, các bạn thấy những cái cây thông không, những cái trái thông không, rất là đẹp ha, rất là đẹp. Thì mình bỏ đèn lên thì nó nhìn rất là ấm cúng ha. Đó, thì ở trước cửa thì mình trang trí nó đơn giản thôi, có những cái cành thông, rồi những cái trái thông, rồi ông già này anh này bước vô, ông già này anh này hơi nhỏ nha, nhưng mà mình kiếm ông già này anh lớn thì hơi khó, cho nên ông già này năm nay hơi nhỏ, nhưng mà thì mình thấy rất là dễ thương, rất dễ thương các bạn thấy không? Đó, rất dễ thương ha. Rồi khi đi vô các bạn, đi vô thì bên trong là cái chỗ mà mình sẽ dành cho hai cái tuần nghỉ lễ của mình, mình sẽ ngồi mình uống cà phê rồi mình coi phim trong này các bạn nha. Đó, thì năm nay thì nói chung mình tại vì mình kỷ niệm lần thứ 30 năm các bạn, 30 năm mình định cư ở bên Mỹ này, thì đó là lý do tại sao mình có cái sáng kiến là mình tạo dựng một cái hang đá, mình dùng giấy dầu các bạn, như Việt Nam mình gọi giấy dầu á, mình bóp, mình sơn nhũ vàng, xong rồi mình
bóp một cái hang đá các bạn đó, bóp một cái hang đá. Tại sao mình nói vậy các bạn, là tại vì ngày xưa mình với bố mình ở Việt Nam á, thì bố mình hay chỉ mình đi, bố mình hay cho mình đi coi những cái hang đá mà được bóp giấy dầu trong những cái nhà thờ lớn đó các bạn. Rồi bố mình với mình về mua giấy, xong rồi cha con súng lại rồi trang trí hang đá giống như vậy nè các bạn. Đó, cũng bóp giấy dầu y chang như vậy nè các bạn. Nhưng mà bên Mỹ thì tại mình làm cực hơn, tại trong nhà mình làm không được, mình phải ra ngoài. Mình phải ra ngoài mình trải giấy, mình sơn. Mình trải giấy mình sơn lên các bạn, mình sơn, làm sơn xịt đó, mình phải bấm sơn xịt ở ngoài. Đó thì mình bóp một cái hang đá giống vậy. Thì mình tưởng tượng lại cái thời thơ ấu mình với bố mình ở Việt Nam bóp những cái hang đá bằng giấy dầu giống như vậy nè các bạn ạ. Đó lý do tại sao mà mình đúng kỷ niệm 30 năm mình mới có ý tưởng là mình sẽ lên cái idea là mình bóp giấy dầu làm hang đá để mình tưởng niệm lại những cái thời gian mà mình ở Việt Nam với lại bố mình, gia đình mình anh em, rồi tạo những cái hang đá mà giống như giấy dầu như thế này các bạn. Đó đó thì chút kỷ niệm về bố mình ha, với lại gia đình đó. Rồi ở dưới này nè các bạn, dưới này thì năm nay mình cũng chạy xe lửa các bạn, đó, chạy xe lửa thì mình cũng làm một cái đường hầm cho nó ha, mình cũng làm một cái đường hầm cho xe lửa nó chạy bọc qua, nó chạy bọc qua rồi có những qua những cái làng nhỏ nhỏ này các bạn. Thì những cái làng nhỏ nhỏ này mình có những cái nhà nhỏ thì mình đặt nó vòng vòng trong này ha, những cái nhà nhỏ nhỏ thì mình đặt nó vòng trong này đó, nhỏ nhỏ đặt này. Còn những cái nhà lớn hơn á, những nhà lớn hơn thì trong nhà nó có những cái đèn trong này nè các bạn, có cái đèn này nó sáng khi mà mình tắt đèn á, khi mà trời tối á mình tắt đèn á, mình uống cà phê, uống trà, uống bánh rồi rất là đẹp các bạn đó. Thì những cái mẫu nhà này là xưa lắm nha các bạn nha, mình sưu tầm nó cũng rất là lâu rồi đó, mình sưu tầm rất là lâu các bạn, nó giống như là đồ cổ vậy các bạn ơi. Đó thì mình sưu tầm cái nào mà mình lượm lặt được thì mình sưu tầm, cái nào thì mình giữ cái đó. Nó nếu như mình sưu tầm các bạn, mình không có mua một lúc hết, tại vì tiền nông của các bạn, cái này rất là mắc nha các bạn nha, những cái đồ này rất là mắc, cho nên chỉ có cách là mình chỉ sưu tầm các bạn ơi, sưu tầm nó rồi cái khó nhất là mình giữ gìn nữa các bạn, mình trưng xong rồi mình phải cất lên lên trần nhà các bạn. Cái khó là những cái nhà này nè, những cái đồ mà dễ bể các bạn, mình phải giữ rất là kỹ ha, giữ rất kỹ. Tuy là nó cũ kỹ nhưng mà mình có giá trị nhất định của nó, mình giữ lại. Tại vì những cái đồ này là mình sưu tầm rồi các bạn, nhiều lúc có tiền mình cũng không có mua được những cái kỷ niệm mà mình đi sưu tầm cũng vậy ha, nhưng mà nó có giá trị nhất định của nó ha. Đó, đó thì những mình có cái nhà sưu tầm được cái nào thì trưng đó các bạn. Không, tại vì đồ Giáng sinh thì mua rất là nhiều, nhưng mà cái công cái người giữ đồ đó các bạn rất là khó, năm này qua năm kia rất là khó. Giống như là những cái bộ tượng ảnh hang đá này các bạn, giống như mình sưu tập được cái bộ tượng ảnh này của Joseph Studio của hãng, nó rất là đẹp các bạn, rất là đẹp, nhưng mà chân xong rồi phải giữ gìn rất là kỹ các bạn, giữ gìn rất là kỹ đó. Các bạn thấy những cái đường nét của cái bộ tượng ảnh này rất là đẹp đó, ông Thánh Du Xe nè các bạn. Đó, ông Thánh Du Xe nha, là cha của Chúa Giêsu nha. Còn cái này là mẹ Maria nè, đó, tượng ảnh mẹ Maria là đang quỳ bên Chúa hạ đồng nè. Đó, rồi
cái này là thiên thần nha các bạn. Thì thiên thần này là thiên sứ Gabriel. Thiên sứ Gabriel là có nghĩa là thiên sứ Gabriel các bạn là người đứng đầu tổng lãnh thiên thần. Và tổng lãnh thiên thần Gabriel là tổng lãnh thiên thần mà sẽ giữ trách nhiệm là đi loan truyền những cái tin vui nha các bạn. Thì trong Kinh Thánh thì thường thường là người ta nhắc đến hai tổng lãnh thiên thần. Thứ nhất á, là tổng lãnh thiên thần Gabriel là người mà sẽ đi loan báo những cái tin mừng. Khi mà thường thường có tin mừng vậy thì tổng lãnh thiên thần Gabriel là người sẽ đi loan báo nha. Đó. Rồi tổng lãnh thiên thần thứ hai mà các bạn có thể được nhắc đến, thấy được nhiều trong Thánh Kinh hay là nhiều trong Cựu Ảnh là tổng lãnh thiên thần Michael nha các bạn. Tổng lãnh thiên thần Michael là thiên sứ của sự chiến thắng ma quỷ nha các bạn. Thì tổng lãnh thiên thần Michael sẽ cầm một cái thanh gươm và đi tiêu diệt những cái đội binh của quỷ Satan nha các bạn. Các bạn từng thấy tổng lãnh thiên thần Michael hay Gabriel là thường thường cầm một cái kiếm chân đạp đầu quỷ Satan. Đó là hai thiên thần. Thì các bạn sơ như vậy các bạn thiên thần Gabriel nha. Thì thiên thần Gabriel tượng làm rất là đẹp nha các bạn. Các bạn thấy nếu mà còn nhìn rõ đó, rất là đẹp nha. Cái người mà họa sĩ, cái người mà vẽ ra rồi tạo ra bức ảnh, bộ ảnh này rất là đẹp nha các bạn nha. Ok, thì cái này là Chúa Giêsu khi mà sinh ra thì vì là đêm đông lạnh giá, không có nơi nương tựa và không có ai cho chú ẩn hết, vì là những người di dân cũng là nghèo đó các bạn, trên đường di cư ấy, cũng nghèo đó. Thì phải sinh ra trong những cái hang bò lừa ha. Thì cái người mà đầu tiên được tổng lãnh thiên thần Gabriel đến báo tin đó, về vua của trần gian hạ sinh đó là những người mục đồng nha các bạn. Những người mục đồng là những người mà hồi xưa theo Kinh Thánh là những người mà nghèo nhất trong cái xã hội của thời đó nha các bạn. Nghèo hèn, không có nhà cửa, không tài sản gì hết, và chỉ đi chăn lừa chăn cừu thuê cho những cái người chủ thôi bạn, và sống ở những cái vùng đồng bằng ở ngoài đồng cỏ đó các bạn. Không nhà cửa gì hết nha, sống trong những cái hang động, những cái chuồng bò lừa đó. Thì theo thần học thì nó có cái ý nghĩa nhất định của nó, là tại sao khi mà Chúa sinh ra thì thiên thần Gabriel lại đi báo những cái tin vui đầu tiên cho những người cùng khổ nhất trong cái xã hội thời đó nha các bạn. Thì nó có cái cốt lõi, cái ý nghĩa của nó trong cái về thần học nữa nha. Ok, rồi sau khi mà Chúa Giêsu sinh ra thì các bạn thấy có ba nhà thông thái này á, thì hay còn gọi là ba vua các bạn. Thì họ sẽ đại diện cho những cái tầng lớp gọi là quyền quý, hay là những cái tầng lớp mà gọi là học thức nha. Thì ba vua hoặc là ba nhà thông thái này đó, bởi vì họ thấy được ngôi sao sáng, ngôi sao Bethlehem đó các bạn. Họ thấy được cái ngôi sao Bethlehem rực sáng trên bầu trời, và họ cũng là những bậc gọi là hành giả, rồi đi kiếm những cái bí mật của thiên văn đó, cho nên họ nhìn thấy ngôi sao Bethlehem. Ngôi sao Bethlehem là ngôi sao Giáng sinh đó các bạn, ngôi sao rực sáng trên bầu trời, báo tin cho họ biết là vua của
trần gian đã đến và hạ sinh trong cảnh nghèo hèn như vậy nè các bạn, thì họ chỉ theo sự chỉ dẫn của ngôi sao Bethlehem thôi các bạn. Đó, ngôi sao Bethlehem chỉ dẫn họ, họ chỉ đi theo ngôi sao, và cuối cùng thì họ cũng đã đến được nơi mà Chúa Giêsu sinh ra nha các bạn. Thì họ đem theo những cái báu vật rất là quý giá nha các bạn. Họ đem, một người đem theo vàng nha, vàng, nhũ hương nha, nhũ hương, và họ đem theo mộc dược các bạn. Thì ba cái loại vàng bạc đá quý rồi những cái nhũ hương mộc dược là những cái loại mà thật là hiếm và quý trên đời nha các bạn. Thì theo thần học thì nó cũng có cái ý nghĩa riêng của ba món quà này luôn nha các bạn. Thì mình không muốn đi sâu vô cái vấn đề thần học ở đây, mình chỉ nói sơ sơ cho các bạn có thể hình dung ra đơn giản một cái câu chuyện về vị vua của sự được sinh ra trong sự nghèo hèn thôi nha các bạn. Vị vua của tình yêu nha, vua của tình yêu chứ không phải là vua nha các bạn. Được sinh ra trong sự nghèo hèn, trong một cái hang đá bò lừa, và cái câu chuyện xung quanh đó nha các bạn nha. Đó thì năm nay mình bóp hang đá thì mình cảm thấy nó hơi nhỏ các bạn, tại vì cái bộ tượng có vẻ nó hơi to so với cái dự định của mình về cái hang đá ha. Bộ tượng nó hơi to. Nếu mà năm sau thì mình có thể mình sẽ mở rộng nó ra, làm nhiều ngõ ngách và chân bộ tượng này thì nó có ý nghĩa hơn. Bây giờ thì nó hơi bị chật đó các bạn. Đó các bạn thấy không? Hơi bị chật. Ok. Thì sơ sơ vậy thôi nha các bạn. Năm nay thì mình cũng như mình đã làm những cái video trước á. Năm nay thì cái ý định của mình á là mình bỏ cái dàn đàn cho những cái chiếc xe siêu xe là gì nữa các bạn nè. Là khi mà tới Giáng sinh á thì mình sẽ show off nó, mình sẽ show off những chiếc xe này và nó sẽ có cái mốt nó chóa đèn giống vậy nữa các bạn. Thì khi mà nếu mà một cái dàn xe mà nó chóa đèn vậy rất là đẹp vào ngày vào đêm Giáng sinh nha. Thì sau này mình sẽ làm thêm và cái ý định của mình là vậy đó các bạn. Đó các bạn thấy đó. Ý định mình là muốn trưng bày trong cái dịp lễ Giáng sinh, khi mà những cái ánh đèn lung linh và nhấp nháy nó được tỏa sáng các bạn ha. Ok. Rồi, ok, về siêu xe xong rồi ha các bạn ha. Ok. Giờ mình quay sơ về cây thông này thì mình chọn một cây thông nó đơn giản, nó nhỏ nhắn. Tại vì mình muốn một cây thông là đơn giản, nhỏ nhắn và dễ trưng đồ. Đó lý do tại sao mình chọn cái cây thông spiral này. Đó, nó quấn quấn các bạn. Đó, các bạn thấy nó quấn quấn không? Bạn nhìn xa chút nè, thấy nó quấn quấn nè. Đó, để các bạn thấy rõ. Đó, khi mình nhìn xa nó quấn quấn nè các bạn. Đó. Các bạn thấy nó quấn quấn không? Đó. Thì những cái đồ mình sưu tầm này các bạn, mình sưu tầm từ trong dealer phần lớn nha các bạn nha. Dealer là cái chỗ trong tiệm mo, trong tiệm dealer là cái tiệm mà trong mo đó các bạn, nó bán hàng năm, nó bán những cái đồ Giáng sinh rất là đẹp các bạn, rất là đẹp. Thì thường thường mình mua những trái trâu hay là những cái đồ vật này nè các bạn ở bên trong tiệm dealer đó, là tại vì nó rất là đẹp các bạn, nó rất là đẹp. Mình nhiều cái mình sưu tầm đã rất là lâu rồi nha các bạn nha. Thường thường nó bán những cái tượng Linux, những cái tượng Linux rất là đẹp các bạn. Phần lớn các bạn nha, nhiều nhiều thứ lắm, nhưng mà
thường thường trên cây thông thì người ta để một cái ngôi sao Bethlehem, tượng trưng ngôi sao Bethlehem nha các bạn, ngôi sao Giáng sinh á. Ok, dưới đó các bạn thấy con nai của mình không? Ở dưới đấy con nai Rudolph rồi các bạn, nai Rudolph nó có cái mũi đỏ nè, đó. Ok, mũi đỏ thường thường mình để nó trên ha, đó, nai Rudolph có mũi đỏ này, có Hallmark các bạn, này mình là kỷ niệm 50 năm của Hallmark nè, nó làm về nai Rudolph này, bấm thì cái mũi lên đèn các bạn, bấm cái mũi lên đèn. Ok đó, thì những cái đồ mà mình đi sơ sơ các bạn coi chơi, nó là mình sưu tầm ở ở điêu lợi các bạn, mình thích mua đồ ở điêu lợi lắm, nhưng mà mắc cũng như các bạn ơi, mắc lắm, mình phải đợi nó, mình phải đợi cuối mùa sale chứ tiền không mua các bạn, đâu có tiền đâu, mình thích sưu tầm nhưng mà mình phải theo cái cách của mình với theo cái túi tiền của mình nữa các bạn ơi. Đó, ồ con rồng nữa các bạn, con rồng này con em mình nó thấy mình thích sưu tầm, nó mua cho mình nữa các bạn, mua mình con rồng rất là đẹp. Ok đó, còn nhớ không ta, ồ còn tại vì mình có nhiều đồ các bạn, nhiều đồ treo quá cho nên là các bạn sẽ thấy là mình sẽ treo ở trong các bạn, mình sẽ tại vì mình không có chỗ á, mình các bạn thấy những con cá bằng sắt nó làm rất là đẹp các bạn, nhưng mà nặng lắm. Hoặc là những nhiều cái tượng mà rất là đẹp các bạn, thì mình phải bỏ bên trong, này đó, mình tạo ra một cái mình phải bỏ bên trong này, giống như là một cái tree house bí mật của mấy đứa nhỏ vậy các bạn. Đó, nhiều cái đồ mình phải cài bên trong các bạn, tại vì nó nhiều quá đi, giống như mình nói, nhìn cá rồi nè, nó làm sắt rất nặng các bạn, mình treo thì nó nặng quá. Đó, giống như vậy các bạn. Đó, mình cho bạn thấy tưởng tượng này, giống như những cái đồ nhỏ nhỏ để mình chở như vậy, giống như cái đồ nhỏ nhỏ vậy nè các bạn. Đó, thì mình sẽ để nó bên trong vậy nè các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, có ở trong có những cái tượng rất đẹp các bạn, mình nhét bên trong, tại không có chỗ nữa, mình nhét bên trong. Các bạn thấy không? Đó, những cái tượng trong rất là đẹp. Đó, đó thì mình lượm lặt các bạn, lượm lặt mình giữ lại. Là những cái nhỏ mình sưu tầm các bạn. Đó, nhiều cái lắm, mình phải bỏ ở trong mình làm, như là phải bí mật lắm các bạn, bí mật mình mới thấy được các bạn. Ok, những cái đồ này rất là dễ bể các bạn, mình phải chân xong rồi mình giữ cực kỳ khó luôn á, xếp lại rồi lâu lâu cái bể một cái hai cái vậy các bạn, lâu lâu cũng bể nha các bạn nha, bể dữ lắm. Đó, thì đó các bạn thấy là cái hang đá là mình làm cây thông, mình làm cây thông bên cạnh đó các bạn thấy không, cây thông đơn giản thôi các bạn. Đó, ok các bạn ha. Ok, rồi ở trên thì các bạn thấy mình mùa đông thì mình phải có tuyết, nhưng mà ở chỗ mình ở thì có năm không, nhưng mà mỗi lúc nó có tuyết cũng thấy cực lắm các bạn, cho nên mình muốn có cảm giác thì mình để những cái bông tuyết, đạt bông tuyết ở trên trần nhà, cho nó rơi xuống đó các bạn thấy, cho nó có cảm giác, nó cảm giác là giống như là tuyết rơi các bạn. Nhìn rất là đẹp, nhìn rất là đẹp ha. Đó, tuyết rơi. Rồi, ok. Rồi bên này các bạn nhìn qua lò sưởi nha. Thì năm nay lò sưởi thì mình quyết định mình dồn hết những cái
bộ ông già Noel mình sưu tầm ha. Thì cũng vậy nha các bạn, thường thường những cái bộ ông già Noel mình sưu tầm là mình sưu tầm từ điêu lờ nha các bạn nha, từ điêu lờ có như tượng ông già Noel cưỡi ngựa nè các bạn, rất đẹp nha các bạn nha. Ông già Noel cưỡi ngựa rất đẹp, nhìn rất là quý giá các bạn nhìn, nhưng mà các bạn phải giữ nha, mua về phải giữ chứ bây giờ mà mua về mà chân xong rồi dục thì hoặc làm bể là coi như không. Rất là đẹp, rất là quý giá nha các bạn, tiền không á, nó rất là mắc tiền cho nên phải giữ các bạn, đẹp lắm. Ok, thằng già này anh cởi ngựa rất là đẹp đó. Đó rồi cái chỗ này chỗ lò sưởi nha các bạn nha. Thường thường á cái lò sưởi nhà mình không có đốt bằng ga mà phải đốt bằng củi thiệt, nhưng mà nếu mình đốt bằng củi thiệt đó các bạn thì mình phải dọn dẹp nó dơ lắm, mình đốt xong mình phải dọn dẹp này nọ, cho nên mình bà xã mình nói là mình mua những cái nến đó các bạn, nến giả đó mình bỏ vô mình đốt lên mình làm cho nó có cái không khí thôi ha, trang trí thôi đó các bạn. Thì đó những cái tượng ông già Noel này thì mình cũng collect mỗi kiểu mỗi cái giống như con nai nè, thường thường ông già Noel thì đi chung với lại những cái con nai các bạn. Này là ông già Noel xe chở quà của ông già Noel nè, xe nai đó các bạn đó. Nai thì nhiều con lắm, nhưng mà mình chỉ có con nào mà mình thấy được thì nó sale rẻ mình thấy đẹp đẹp mua các bạn, chứ nai rất là nhiều nha. Nai của ông già Noel tới 9 con lận. Ok, đó, mình mua mình tượng trưng thôi các bạn, mua 2-3 con tượng trưng thôi đó. Đó. Rồi ông già Noel này thì mình collect mỗi ông một cái ý nghĩa khác nhau. Nói giống như ông già Noel này là ông già Noel coi mấy đứa nhỏ, đứa nào hư, đứa nào giỏi nè thì cho quà nè, thì đi chung với đứa nhỏ nha, đọc tên đứa nào mà tốt rồi đứa nào ngoan, đứa nào không ngoan. Rồi còn ông già Noel này là ông già Noel cầm five golden ring ha, là cầm vàng các bạn, bởi vậy thấy không, ông đem tới sự sung túc nha các bạn nha. Ông cầm 5 cái nhẫn vàng ha, đó là ông già Noel của sự sung túc nè. Đó thì mỗi ông có một cái ý nghĩa riêng đó. Ông già Noel này là ông già Noel đi ban phát quà ha. Rồi ông già Noel này, ông già Noel của chúa tể rừng xanh, giống giống vậy đó các bạn. Đó, chú tể rừng xanh. Đó. Ông già Noel này là ông già Noel leo từ lò sưởi xuống nè, phát quà các bạn đó. Đó, mỗi ông có một cái phong thái, có một cái biểu tượng riêng, các bạn ha. Ông già Noel này là chúa tể của các loài nai nè. Đó. Nai này của ổng mà mình đưa về cho nó có cặp, nhưng nai này của ông già Noel chúa tể nè. Chúa tể của loài nai ha. Đó các bạn, đó thì lò sưởi mình dồn hết vô những cái tượng ảnh ông già Noel ha. Trên này thì lò sưởi thường người ta quan niệm người ta trong thần thoại là ông già Noel sẽ đi xuống leo xuống ống khói bằng lò sưởi ha, cho nên những cái đồi vớ mà được trang trí đẹp sẽ được treo ngay lò sưởi để khi mà ông già Noel xuống, già Noel ăn bánh uống nước xong á, rồi ông già Noel sẽ bỏ những cái món quà vô những cái chiếc vớ xinh đẹp này, chiếc vớ trang trí xinh đẹp này bỏ vô ha. Đó đó các bạn, bỏ quà vô đó. Thì cái này là những cái người tí hon mà làm đồ chơi cho ông già Noel nè các bạn, gọi là đệ tử của ông già Noel đó. Những người này các bạn để ý là nhỏ thó nhưng mà có cái tai nhọn, mắt to ha,
nhỏ thó nhưng mà rất là thông minh, rất là có cái rất là nhiều sáng tạo nha các bạn. Là cái loài người tí hon chuyên làm quà cho những đứa trẻ đó là gọi là elf ha, gọi là những con elf. Thật sự là một loài người tí hon nhưng mà rất là sáng tạo nha. Đó, ok các bạn. Đó, thì đây hai đây. Đó. Thì có nhiều cách trang điểm, có nhiều cách trang điểm mặc đồ khác nhau cho những cái ông elf này. Ok. Đó, các bạn. Đó, những cái này là những cái gậy Giáng sinh nè. Đó, những cái gậy Giáng sinh mình treo dọc trong nhà ha. Ok. Thì qua tới đây bữa nay bà xã mình có mua về mấy con nom nữa các bạn. Nom là những cái cũng là người tí hon luôn. Nhưng mà cái bộ này nó vui các bạn. Bộ này bà xã mình mua cũng sale rất là rẻ. Ok. Thì trong gia đình nom ha. Thì các bạn thấy không cái design nè. Lắc nè. Các bạn thấy không? Đó lắc nè. Đó mình lắc nè. Lắc vậy rất là dễ thương. Bà xã mình thích lắm. Bà xã mình bữa nay hai vợ chồng chở nhau đi mua đây. Đó. Nhìn rất là dễ thương các bạn. Đó nhìn rất là dễ thương nha. Ok, cái này nhóc nè. Nhóc mà nó cũng có râu từ lưa hết nè. Ở này là ông già đó nè. Ở này là bà già nè, đó, bà già nè đó. Ok. Nó tóc quá. Đó. Ok. Rất là vui các bạn. Đó, anh nhìn nó đứng vòng vòng đó. Đó, ok. Rồi. Góc này mình coi phim ha. Mình coi phim ở đây. Thường mình coi ngồi tối mình bật đèn Giáng sinh rồi mình coi phim đây ha. Đó, ok. Thì đó là cái góc mình ngồi uống cà phê. Mình coi phim nè. Đó. Ở dưới kia nhà bếp. Ồ, bên kia có một ông già Noel nữa để đó ha. Ok. Thì bên bàn này thì mình trưng mấy con nai nhỏ nhỏ. Mấy con nai nhỏ nhỏ này cho nó ngồi đây cho nó đẹp. Đó các bạn, đó. Đó. Chỗ bàn mình ngồi đó, ngó ra. Đó, ngó ra nè, đó thấy không? Đó, ok. Rồi. Dưới nhà bếp mình á, mình thường buổi sáng á, mình ra đây mình các bạn thấy mình cũng trưng bày mấy loại chim mùa đông cho nó có Giáng sinh. Rồi mình ngồi đây này, cái góc của mình con cọp này của mình phải dời đây các bạn, con cọp này mình phải dời đây tại vì nó to lớn quá, với lại cái bên góc bên kia là mình phải trang trí Giáng sinh rồi, cho nên mình đưa nó qua đây ha. Mình đưa qua đây thì mình cũng cho nó mặc đồ Giáng sinh luôn. Cặp trắng rất là đẹp các bạn. Đẹp ha. Ok, ở góc này mình ngồi uống cà phê nè, mình ngồi các bạn. Các bạn thấy bà xã mình tại trời lạnh á cho nên phải đưa những cái cây aloe vera với những cây sứ vô đây. Ha, những cây sứ làm sao này. Tại nhà kho là chỉ chất những cái cây mà nó chịu lạnh được thôi. Còn những cái cây mà nó không sống được mùa đông mà mình cần phải giữ là phải đưa vô nhà hết các bạn, cây sứ. Để đưa nhà hết ha. Thường thường mình cũng ngồi đây rồi mình có những cái ý tưởng gì hay mình viết xuống, uống cà phê viết xuống. Đó, thì mình để những cái tượng con chim này nọ Giáng sinh cho nó tươi vui thôi. Đó rồi mình cái này Nutcracker thì các bạn thấy nó cũng có ý nghĩa khác nhau. Nhưng mà Nutcracker thường thường người ta để bóp những cái cục hạnh nhân được các bạn, người ta ăn đó, đó người ta bóp Nutcracker, nhưng mà thường thường cái này để chân nha các bạn nha, chứ không có xài bóp gãy hết. Yeah. Ok đó các bạn, đó thì vậy thôi các bạn, vậy thôi là mình muốn đi một vòng cái góc mà mình ngồi mùa Giáng sinh, mình uống cà phê, mình coi phim với gia đình, rồi mình tâm sự với con cái, vợ con vậy thôi ha. Đó thì mình khi mà mình nhìn ở đây thì
cũng thấy được cái tivi nè, thường thường cái bếp này thì bếp mở, không cái bếp nó cái bếp nó mở ra, mình có thể nhìn toàn cảnh giống như bà xã mình á, thì bà xã mình có thể bà xã mình ngồi nấu ăn ở đây, hay bà xã mình có thể quan sát được hết toàn cảnh, giống coi tivi nè, không giống coi tivi xong rồi ăn uống ở đây rồi coi tivi ha, ăn uống đây coi tivi, xong rồi bên này thì phòng ăn sáng, nhưng mà thường thường mình có mình thì ngồi uống cà phê thôi đó các bạn, nói vậy thôi thì mình nghĩ chắc cũng dài rồi ha, mình nghĩ chắc cũng video tới đây mình nghĩ cũng dài rồi, các bạn cũng thấy được hoàn cảnh cái góc mà mình ngồi mình uống cà phê rồi mình coi phim rồi mình tâm sự với lại vợ con, vui chơi mùa Giáng sinh ở cái góc này rồi ha, hả? Đó, vậy thôi các bạn, đơn giản vậy thôi các bạn. Mùa lễ thì thường thường mình tạo ra một cái góc để mình ngồi mình suy nghiệm rồi mình nhìn lại cái những cái chặng đường đã đi qua trong một năm, tại vì mùa đông lạnh giá thì mình phải ngồi ở trong nhà, nhưng mà cùng cái thời gian đó thì mình có được thời gian để mình suy niệm về cuộc sống, mình nhìn lại cái gì mình đã làm, đã chưa làm, rồi từ đó rồi mình có cái động lực mình đi tiếp thôi. Quên nữa các bạn, bà xã mình hôm nay cũng hai vợ chồng cũng dắt nhau đi mua thêm một con Minnie Mouse, các bạn, là vợ của Mini hay là Mimi vậy đó, là vợ của con Mickey Mouse các bạn. Thì Mickey Mouse nó có một mình thôi, mấy năm nay nó có một mình thôi, năm nay bà xã mình thấy ngoài chợ Costco nó có con Minnie Mouse này đẹp quá, vợ của con Mickey Mouse đấy. Cái hai vợ chồng dẫn nhau đi mua nè, hai chồng dẫn nhau đi mua chân cho nó đủ cặp nè, đó Mickey Mouse giờ nó mừng rồi, tại vì có nóc nhà của nó ngồi đứng kế bên đây đó, đó nó có nóc nhà rồi, ok đó. Thôi mình thấy video cũng dài rồi, sẵn tiện đây mình cũng chúc các bạn và gia đình một mùa Giáng sinh thật là hạnh phúc, nhiều sức khỏe, bình an, vui vẻ bên người thân và gia đình nha. Thì ok, thì thường thường mình xong rồi mình cũng không biết làm gì, không mình ngồi đây mình suy ngẫm mình như bữa nay á, đặc biệt cái là mẹ mình có làm món kem flan rất là ngon các bạn, rất là ngon. Mình ngồi mình uống cà phê ở đây, rồi mình sẵn mình ăn kem flan cho các bạn coi. Mẹ mình làm rất là hay các bạn, kem flan á mà mẹ làm hình tròn như vậy nè. Rồi cái đường caramel á, cái đường caramel mà mẹ mình làm á rất là vừa phải, mà các bạn thấy á, mẹ mình làm không có, thường thường kem này rất là khó các bạn, mẹ làm không có bọt gì hết á, rất là chắc, rất là ăn vô các bạn rất là kiểu như nó sực sực, rất là ngon luôn á, mà mình không có kiếm được ở nhà hàng nào mà có được cái bánh ngon như là mẹ mình làm các bạn. Mẹ mình làm bánh flan là số 1 luôn, làm cái nào là chắc cái đó luôn á. Bánh flan thì nó cần cái sự thường thường không biết làm thì nó sẽ bị nổi bọt,
thì mẹ mình làm rất là chắc, rất là mịn, mà ăn nó săn chắc, rất là ngon. Mà mình ngồi đây mình ăn rồi mình uống cà phê, các bạn thấy không, rất là ngon. Trong ngày lễ mẹ mình làm rất là ngon các bạn. Ok vậy thôi nha, mình xin tạm dừng cái video đây, rồi mình ngồi mình uống cà phê, rồi mình ăn bánh flan, rồi mình coi movie thôi nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video kế tiếp của mình nha. Mình một lần nữa mình chúc các bạn có một mùa Noel thật là an bình hạnh phúc bên gia đình nha. Ok, rồi, xin chào các bạn nha. We'll be right back.